Nho, táo, hành tỏi, mắm cá và nhiều loại nông đặc sản của vùng đất Nam Trung Bộ đã được giới thiệu đến các doanh nghiệp Hàn Quốc. Thông qua việc khảo sát trực tiếp tại cơ sở sản xuất và đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp của Việt Nam với doanh nghiệp của Hàn Quốc, đã có 18 biên bản ghi nhớ về việc mua bán, trao đổi hàng hóa và hợp tác đầu tư được ký kết. Hôm nay một ngày rất là tuyệt vời, đó là xúc tiến này đã mở ra cơ hội cho Nam Trung Bộ nói chung. Thì như vậy là muốn xuất khẩu được thì chúng ta phải liên kết lại với nhau để chúng ta có một cái nguồn hàng lớn để chế biến sau thu hoạch và chúng ta chế biến công nghệ cao thì nâng cái giá trị lên. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, cơ hội để nông thủy sản của tỉnh đến với thị trường Hàn Quốc là rộng mở bởi hàng hóa của hai quốc gia có công dụng và thế mạnh riêng ít trùng lặp. Một yếu tố khác, Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn với thị trường xuất khẩu đứng thứ ba và nhập khẩu đứng thứ hai của Việt Nam. Tuy nhiên, để nông sản của khu vực Nam Trung Bộ đến được Hàn Quốc, thì ngoài nỗ lực xúc tiến đầu tư của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp cũng phải thay đổi phương thức sản xuất để đáp ứng yêu cầu của đối tác đặt ra. Khảo sát bên lề cái hội nghị của các doanh nghiệp thì chúng tôi cũng đã nắm và tiếp cận được các cái yêu cầu của các doanh nghiệp cũng như cái thị trường của Hàn Quốc. Thì sắp tới đây chúng tôi sẽ có cái định hướng hỗ trợ cho các doanh nghiệp để làm sao trong sản xuất đạt được những cái tiêu chuẩn về các cái yêu cầu điều kiện để mà đáp ứng để được vào cái thị trường của Hàn Quốc. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải chú trọng đến cái vai trò là làm sao để chúng ta thích ứng với thế giới và hòa nhập với thế giới và đạt đủ cái tiêu chuẩn đó thì chúng ta mới có thể làm được hoặc là có những đối tác bền chặt hơn và mạnh mẽ hơn đối với các đối tác nước ngoài, đặc biệt là đối tác Hàn Quốc. Chương trình kết nối đầu tư với Hàn Quốc không chỉ giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác mà còn góp phần phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, khai thác hiệu quả tiềm năng của vùng đất Nam Trung Bộ. Đây là bước đi quan trọng trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Công Thương về đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, nâng cao giá trị hàng hóa tại thị trường quốc tế.